Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 6 tháng 9 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, đường bộ toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 22 người. Trong đó có 16 vụ va chạm làm bị thương 13 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 11.952 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, theo kết quả bay thử nghiệm đường bay vàng vừa được Cục Hàng không công bố đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ nhờ chuyên gia Nhật Bản kiểm định kết quả này. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày hôm nay, tiến sĩ Trần Đình Bá, người đề xuất nghiên cứu đường bay vàng cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tự kiểm định sự chính xác của kết quả bay thử nghiệm trên. Lý giải cho quan điểm của mình, ông Trần Đình Bá khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể tự kiểm định sự chính xác của kết quả bay thử nghiệm đường bay vàng khi có cả Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, có cả Viện Toán học cao cấp. Người Việt Nam đã tính được quỹ đạo cho tàu Apollo 11 lên cung trăng từ năm 1969, có người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ là cường quốc về toán học, vật lý, tin học. Thêm vào đó, Việt Nam hiện có tới gần 100 tiến sĩ nghiên cứu về hàng không nên hoàn toàn có thể tự tin về năng lực thẩm định kết quả đường bay thẳng. Trước đó, Cục Hàng không đã công bố kết quả bay thử nghiệm đường bay vàng trong buồng lái giả định, được cho là chính xác 99%. Theo đó, đường bay nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh qua không phận Lào và Campuchia sẽ tiết kiệm được 5 phút bay, tương đương 190 kg dầu và 86 km so với đường bay hiện tại. Lý giải cho kết quả này, đại diện của Ban Không lưu, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, đường bay vàng không đơn giản là đường thẳng như kẻ chỉ. Một đường bay mà máy bay có thể bay được phải chuẩn chỉ về các yếu tố kỹ thuật, bao gồm các phương thức bay, phương thức cất hạ cánh ở hai đầu sân bay, mực bay. Trước thông tin nhiều phương tiện sử dụng tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định giả khi vào kiểm định tại các trung tâm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước rà soát và báo cáo số lượng phương tiện sử dụng tem và giấy chứng nhận đăng kiểm giả. Theo đó, toàn bộ các trung tâm kiểm định phải rà soát lại tình trạng sử dụng tem và giấy chứng nhận kiểm định giả và báo cáo lại trước ngày 10 tháng 9. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tình trạng đăng kiểm giả thường rơi vào các giấy chứng nhận đăng kiểm sử dụng phôi cũ. Từ năm 2012, các nơi từng xuất hiện giấy chứng nhận giả như thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hà Nội, Long An, Gia Lai, Nam Định. Trước câu hỏi về liệu có sự móc nối giữa cò làm giấy chứng nhận đăng kiểm và nhân viên đăng kiểm để làm giả giấy đăng kiểm, Cục Đăng kiểm cho biết chưa đủ cơ sở để trả lời vấn đề này. Phôi cấp cho các trung tâm là tài sản vật tư, ví dụ giao xuống 1.000 phôi dùng hết bao nhiêu, in hỏng, hỏng do vận chuyển cũng phải lưu lại. Hàng năm đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm đến đối chiếu so sánh từng số seri, nhập xuất tồn phải cân đối, không có chuyện đơn vị tuồn ra ngoài in giả. Phôi mới có tính bảo mật tương đối cao, tuy nhiên để ngăn chặn giấy chứng nhận giả, Cục Đăng kiểm đã cung cấp mật khẩu cho các sở giao thông vận tải, cảnh sát giao thông các tỉnh để khi cần có thể nhập số seri lên để tra cứu. Nếu số không khớp hay không khớp ngày tháng là biết ngày hàng giả, do đó khâu kiểm soát ở trên đường rất quan trọng. Sau hơn 5 tháng thi công, vào sáng nay ngày 6 tháng 9, công trình cầu Khe An trên tuyến tỉnh lộ 531 thuộc huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chính thức được đưa vào sử dụng. Cầu có chiều dài 81,20m, rộng 9m, đảm bảo lưu thông hai làn xe nằm trên tuyến đường độc đạo giữa huyện Nghĩa Đàn và kết nối với quốc lộ 48, quốc lộ 15 và đường mòn Hồ Chí Minh. Với tổng mức đầu tư phê duyệt là gần 30 tỷ đồng, từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương, cầu Khe An được đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt một điểm đen mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Trước đây, tràn Khe An cứ đến mùa mưa lũ là bị chia cắt giao thông và gây nhiều tai họa cho dân. Đặc biệt, vào ngày 19 tháng 9 năm 2013, nước lũ đã cuốn trôi chiếc xe ô tô Innova làm cho 5 người chết thảm. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, 6 tháng 9 trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển số 77G145351 do anh Nguyễn Duy Khánh, 20 tuổi, quê Bình Định điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A. Do điều khiển với tốc độ cao nên khi vừa qua giao lộ với đường số 12 thì đâm mạnh vào xe container mang biển số 51C45315 do anh Trần Thanh Tiến, 30 tuổi, quê Thái Nguyên điều khiển phía trước, do khi đó xe này đột ngột quay đầu để vào kho hàng.
Tai nạn khiến anh Khánh tử vong tại chỗ, còn chiếc xe bị dính chặt vào thanh chắn xe container. Phải 2 tiếng rưỡi sau, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, sau 8 tháng xử lý xe quá tải trên địa bàn tỉnh, đã có gần 2.000 lượt phương tiện bị xử phạt lỗi chở quá tải. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng liên ngành đã dừng kiểm tra 3.463 lượt phương tiện, trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 634 trường hợp, phạt tiền 1,4 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 601 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cũng đã chủ động kiểm tra, xử lý 691 trường hợp vi phạm lỗi chở hàng quá trọng tải, đe dọa kết cấu cầu đường. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã chính thức khai thác đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A320 180 ghế đồng hạng phổ thông. Jetstar Pacific cho biết hiện đã có gần 10.000 hành khách đăng ký giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Trước đó, hãng này đã thực hiện các chương trình vé rẻ để kích thích nhu cầu đi lại với mức giá chỉ 3.000 đồng một chặng. Ngoài ra, hãng này cũng dành 50 vé giá 0 đồng tặng cho khách hàng tại Thanh Hóa bằng hình thức bốc thăm. Được biết, trong thời gian tới, Jetstar Pacific cũng sẽ mở các đường bay quốc tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Singapore từ ngày 27 tháng 10 năm 2014 và Thành phố Hồ Chí Minh - Bangkok từ ngày 10 tháng 12 năm 2014. Trả lời cho câu hỏi từ khán giả của chương trình Giao thông An toàn về mức phạt cho hành vi làm hư hỏng trang thiết bị của tàu bay, chúng tôi đã trao đổi với đại diện Cục Hàng không Việt Nam và được biết, theo Nghị định 147 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân có hành vi làm hư hỏng trang bị thiết bị của tàu bay sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, mức phạt này còn áp dụng đối với các cá nhân có hành vi hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay, sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin về lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
Sau 6 ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới hãng xe khách Sao Việt trên địa bàn của tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa xác nhận mới có thêm một trường hợp nữa bị tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm này, số người bị tử vong đã lên tới con số 13 và hiện vẫn còn một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Sapa đã tử vong tại nhà riêng vào đêm ngày 5 tháng 9, tên là Nguyễn Ngọc Tân, 27 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam. Nạn nhân Tân bị cây đâm thủng mắt, thấu tới sọ nên bị chết não. Sau khi được bệnh viện giải thích, gia đình đã có nguyện vọng xin cho anh này về nhà vào chiều ngày 4 tháng 9. Trong 7 bệnh nhân bị thương nặng, các bác sĩ Bệnh viện Lào Cai xác định có 4 người phải chuyển về Bệnh viện Trung ương ở Hà Nội do thương tích quá nặng cần được điều trị tốt hơn. Còn bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ, 43 tuổi, quê tại Thanh Ba, Phú Thọ, người lái chiếc xe gặp nạn đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức theo nguyện vọng của gia đình. Hiện dư luận đang khá xôn xao đến vụ việc xe khách Sao Việt hoạt động sai tuyến sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến cho 13 người chết và hàng chục người bị thương nặng vẫn hoạt động công khai bất chấp việc đã bị rút giấy phép hoạt động. Xung quanh đó có ý kiến cho rằng Sao Việt là hãng xe được bảo kê vì người của Sở Giao thông Vận tải tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Lào Cai có cổ phần trong doanh nghiệp này. Phóng viên VTC14 đã có cuộc tiếp xúc làm việc với lãnh đạo của hai đơn vị này tìm ra câu trả lời. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai, hãng xe khách Sao Việt là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, có trụ sở đóng tại thành phố Lào Cai. Công ty này do ông Đỗ Văn Bằng là giám đốc và không phải là người của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai. Trong số 15 phương tiện của Minh Thành Phát, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai cấp phù hiệu chạy tuyến cố định cho 3 phương tiện. Riêng xe khách gặp nạn ngày 1 tháng 9 khiến 48 người chết và bị thương do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng. Còn việc người của ngành giao thông vận tải có cổ phần hay không, ông Nguyễn Trọng Hải, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Tên đồng chí có không? Thì tôi khẳng định là chắc không có tên ở trong đó. Nhưng qua cái dư luận này thì nói rằng là có tham gia đóng góp ở đó, hoạt động ở đó. Thì đối với cơ quan nhà nước họ có hỏi có biết cô ấy là cô Minh không? Biết chứ sao không biết cô Minh, đúng không? Biết chứ, chưa phải không? Thế nhưng mà tất cả các doanh nghiệp là hoạt động theo luật doanh nghiệp. Thế cho nên là một cái mà cái việc mà dư luận nói là như vậy thì cũng có thể là đúng mà cũng có thể là không đúng. Ông Hải cũng cho rằng một người không thể đứng ra bảo kê cho cả doanh nghiệp. Mình đã khẳng định là không có chuyện bảo kê. Một người không thể làm cái việc đó được. Mình dám khẳng định như thế. Bảo có bảo kê không? Mình khẳng định không có chuyện bảo kê. Vì tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác đều bình đẳng. Và những doanh nghiệp nào không bình đẳng đều có sự tố cáo. Và tôi đây là những người mà sẽ là tiếp nhận những cái gọi là phản ánh của người dân, của doanh nghiệp. Liên quan tới dư luận cho rằng cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Lào Cai cũng có cổ phần, đại diện lãnh đạo đơn vị khẳng định. Nếu có cổ phần thì cũng chẳng vi phạm pháp luật. Nếu như có thì cũng không có gì là vi phạm bởi vì là mọi người, đồng chí cảnh sát giao thông này cũng không phải là trực tiếp làm giám đốc, không trực tiếp điều hành và cũng đã từng được là khi mà cái xe khách này mà vi phạm thì vẫn xử lý bình thường chứ không có cái hiện tượng là bảo kê hoặc là vì thế và cho nên với được phép. Thế còn người ta hoạt động là có phép, quản lý cơ quan quản lý Sở Giao thông Vận tải cho phép mới được chạy. Thế còn cơ quan cảnh sát giao thông là cơ quan xử lý các hành vi vi phạm vẫn xử lý bình thường. Pháp luật không cấm người dân, cán bộ công chức nhà nước kinh doanh buôn bán. Và trong vụ việc Sao Việt được đồn thổi và cho là có bảo kê hoạt động trái phép khi chưa có luồng tuyến hay thu hồi giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động, thì vấn đề này cơ quan điều tra thiết nghĩ cần phải vào cuộc để làm rõ. Bản tin giao thông an toàn ngày 6 tháng 9 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.